Năm dấu hiệu thì chứng tỏ là chúng ta đang có nguy cơ bị mắc ung thư vú. Những ai thì chúng ta cần quan tâm. Cái độ tuổi về mắc ung thư vú hiện tại bây giờ nó càng ngày nó càng bị trẻ hóa đi rồi, thì bất kỳ ai cũng có thể có nguy cơ, nhưng mà đến độ tuổi tiền mãn kinh là chúng ta dễ hay bị nhất. Nên là các chị em ở độ tuổi tầm 40 thì chúng ta nên quan tâm tới cái vấn đề này. Đầu tiên nhất là mọi người có thể sờ thấy những cái khối bất thường của mình ở một bên vú hoặc cả hai bên vú. Bác sĩ Hoa hay khuyên mọi người là trong một ngày nhất định, đặc biệt là vào ngày đầu tiên của cái chu kỳ kinh nguyệt ấy, mọi người sẽ có cái thói quen là chúng ta đứng trước gương và chúng ta tự khám. Chúng ta sẽ khám từ cái đầu núm vú của chúng ta, xong rồi theo cái hình tròn, cái hình xoắn ốc, và chúng ta lần ra, và sau đấy thì mọi người sẽ khám lên tới nách, bởi vì chúng ta hoàn toàn có thể phát hiện ra những cái hạch bất thường. Có rất nhiều bệnh nhân của bác sĩ Hoa đã phát hiện ra khối ung thư vú chỉ vì là sờ thấy cái hạch bất thường ở nách. Nếu như thỉnh thoảng mọi người bị cái hạch ở dưới cằm khi mà chúng ta bị viêm A, chúng ta bị viêm mũi thì đấy là hoàn toàn bình thường, thường nó là hạch viêm thôi. Nhưng hạch ở nách thì nó không hay tự nhiên nó phát triển, mà cái hạch ở nách đấy nó là cái hạch mà mọi người sẽ thấy rằng là nó sẽ xuất hiện ở những cái bệnh nó hơi bất thường. Đa phần nó sẽ liên quan tới cái tuyến vú, hoặc là mọi người có những cái vấn đề liên quan ở trong cái lồng ngực của mọi người, nên là có cái hạch cách là mọi người nên đi khám ngay lập tức. Cái dấu hiệu thứ ba là mọi người sẽ thấy là có thể cái màu sắc ở cái bên ngực đấy của mình nó thay đổi. Khi mà có những cái khối bất thường ở trong ngực ấy, nó sẽ làm thay đổi cái màu sắc của cái da ở bên trên cái bề mặt vú. Mọi người cũng sẽ có thể thấy được là cái kích thước của hai bên vú nó thay đổi hình dạng khác nhau. Thì cũng đơn giản là dễ hiểu thôi, ở trong một bên ngực nào đấy nó có một vài những cái khối lên, thì có thể cái khối đấy nó to bằng hạt đậu, nó có thể to bằng quả chanh, nó có thể to hơn nữa bằng nắm đấm chẳng hạn, thì nó sẽ thay đổi cái kích thước của cái ngực ở bên đấy. Ngoài ra nữa thì mọi người cũng có thể thấy là mình sẽ bị đau tức, và đặc biệt là đau tức khi mà mọi người tới chu kỳ. Đơn giản và dễ hiểu như thế này thôi, vì cái tế bào ung thư của tuyến vú á, khi mà nó xảy ra những cái phản ứng viêm thì nó sẽ làm cho chúng ta bị thay đổi những cái cảm giác, và khi mọi người ấn sờ nắn thì nó sẽ đau tăng lên. Và vào trong những cái đầu, những cái ngày gần tới cái chu kỳ á, thì chúng ta sẽ thay đổi hormone và cái phản ứng viêm nó xảy ra mạnh mẽ hơn, thì mọi người sẽ cảm thấy đau tức nhiều hơn. Một vài những cái triệu chứng nó không điển hình giống như mọi người sụt cân, mọi người cảm thấy mệt mỏi và có thể ảnh hưởng tới cái nội tiết của mọi người. Thì khi nào mà chúng ta sụt cân cực kỳ nhanh, sụt khoảng tầm từ 2 cho tới 3 cân trong vòng 1 tháng, thì mọi người nên đi khám. Đối với phụ nữ mà tầm 40 tuổi thì chúng ta nên tầm soát từ 1 cho tới 2 năm một lần.